Xin chào toàn thể các bác lại quay trở lại với kênh youtube Điện Máy Ngọc Mai Hôm nay thì bên trung tâm em còn lại một ít mẫu máy pin watt máy 3 chức lăng đầu kẹp 10 Chạy động cơ chổi than pin 5 xeo về cái mẫu sản phẩm này thì sẽ đi theo đầy đủ rất là nhiều phụ kiện để phục vụ cho các bác em sẽ làm cái đoạn video này để review và giới thiệu tới toàn thể các bác nhà mình. Những bác nào mà có nhu cầu quan tâm muốn đặt hàng thì các bác cứ để lại cho em số điện thoại ngay dưới video này. Em sẽ trực tiếp alo và tư vấn nhiệt tình cho các bác. Hoặc những bác nào mà sử dụng Zalo, Facebook thì các bác có thể là vào kết bạn Zalo với bên em qua hai đầu số điện thoại đang hiển thị trên màn hình kia. Số điện thoại 0378487818 hoặc là 0989458200. Đó là hai số điện thoại chính của bên em chuyên tư vấn cho các bác về tất cả các dòng sản phẩm điện máy và dụng cụ đồ nghề. Là một trung tâm điện máy bên em chuyên phân phối xỉ lẻ và nhận ship code COD toàn quốc về tất cả các mặt hàng điện máy xây dựng, máy cơ khí và dụng cụ đồ nghề vật tư thay thế điện cơ điện lạnh điện máy cầm tay, mẫu mã cực kỳ là đa dạng và chất lượng ok. Giá cả thì luôn luôn là cạnh tranh nhất thị trường. À, khi mà các bác quan tâm những cái dòng sản phẩm đó thì các bác cứ ấn đăng ký kênh của bên em nhé. Đảm bảo các bác sẽ luôn nhận được rất nhiều những cái dòng sản phẩm hay hữu ích. Có thể là hôm nay các bác chưa có nhu cầu, à, các bác cập nhật được video của bên em thì các bác cứ đăng đăng ký kênh À, và chia sẻ về trang cá nhân của mình thì đến một ngày nào đó mà các bác có nhu cầu mua về tất cả các dòng sản phẩm điện máy và dụng cụ đồ nghề mà các bác cần cái mặt hàng nào mà các bác chưa biết là lên tìm kiếm mua ở đâu thì các bác sẽ à, vẫn cập nhật được cái kênh của bên em để có thể vào đặt hàng và một cái điều đặc biệt nhất là khi bác đặt hàng tại trung tâm điện máy ngọc mai thì các bác sẽ không cần phải đặt cọc hay là chuyển khoản tiền trước các bác chỉ cần có địa chỉ và số điện thoại thôi thì bên em sẽ gửi qua đường bưu điện về tận cửa nhà cho các bác trước khi nhận hàng thì các bác sẽ được kiểm tra hàng trước khi thanh toán các bác nhé thì về cái dòng sản phẩm của ngày hôm nay thì em sẽ giới thiệu chi tiết với các bác nhà mình luôn thứ nhất là chọn bộ sản phẩm thì nó sẽ có bao gồm là một thân máy nhá à, đây là thân máy ba chức năng này các bác này máy ba chức năng thì các bác sẽ có chức năng bắn vít nhá đây là chức năng bắn vít này đây là chức năng khoan sắc khoan gỗ này và đây là cái chức năng búa để khoan tường à, các bác sử dụng cái chức năng nào thì các bác xoay cái chức năng đó về cái chiều tam giác chiều mũi tên này này Đấy, rất là ok luôn Máy ba chức năng thì các bác có thể là sử dụng để bắn tháo mở ốc vít Khoan sát khoan gỗ và có chức năng búa để hỗ trợ khoan tường nhá Nếu như bảo khoan tường thì các bác khoan tập trung cho em ở cái mũi 6 hoặc là mũi 8 Tập trung ở cái mũi 6 nhiều hơn để đảm bảo cho tuổi thọ của máy nó được, được cao à, Cái mẫu này các bác sẽ có bao gồm là 25 cấp độ trượt nhé. Và đầu mang danh nhựa tự siết đầu 10 Các bác sẽ lắp được mũi khoan 10 đổ lại à, Và pin thì sẽ là hai quả pin 5 xem như thế này Đấy, đây là cái chân pin này các bác này. Em sẽ lắp một quả pin vào để lát nữa em sẽ cho máy chạy thử để cho các bác nhà mình được cùng tham khảo về tốc độ vòng quay luôn. Đấy các bác sẽ có hai pin nhá, một pin em lắp vào máy và một quả pin dự phòng bên ngoài như thế này. À, sạc đi theo máy thì sẽ là sạc adapter. Đấy. Và phụ kiện đi kèm thì các bác sẽ có bao gồm một cái bộ phụ kiện rất là nhiều món như thế này này các bác này. Đây để em sẽ giới thiệu tới toàn thể các bác Nhà mình có thể là cùng tham khảo về chọn bộ đầy đủ Cái phụ kiện đi kèm thì nó sẽ có bao gồm là một cái combo phụ kiện là hơn 20 chi tiết như này các bác nhá Đấy bao gồm là rất là nhiều đầu mũi khoan này Đầu tô vít hai cạnh bốn cạnh Và đầu khẩu đặc biệt có cái lối dài dích sắc màu cam này này Cái lối dài dích sắc màu cam này để các bác có thể là điều chỉnh nhá Có thể bắn ốc ở những cái chỗ sâu chỗ khó rất là ok Đấy một cái bộ sản phẩm như thế này nhá đầy đủ phụ kiện cho các bác nhà mình sử dụng Giá thì em sẽ gửi tới tay cho các bác Giá chỉ có 600 nghìn nha các bác nhá 600 nghìn miễn phí ship toàn quốc Và tận nơi và được kiểm tra hàng trước khi thanh toán Thân máy cực kỳ là đẹp và chất lượng Máy đai này Và em cũng xin được nói rõ luôn để các bác nhà mình lắm được là Đai này là hàng đai Trung Quốc loại 1 nhá Hàng Trung Quốc loại 1 chất lượng rất là ok Đấy nếu mà những cái dòng Trung Quốc mà các bác mua được những cái hàng loại 1 ý, Thì sử dụng nó rất là tuyệt vời Máy chạy động cơ có chổi than này các bác này Rất là khỏe nhá Và các bác có đèn nét sáng đầy đủ ở đây Đây là cái thông số kỹ thuật Và được gắn ở trên máy này các bác này Đấy Và hai bên máy thì các bác sẽ có thêm hai cái đầu tô vít gài ở hai bên sườn máy như thế này rất là chắc nhá đối với những bác nào mà làm việc ở trên cao có hai cái điểm gài tô vít này cực kỳ là tiện lợi các bác có đảo chiều đây nhá và có lút chỉnh nhanh chậm một hai ở trên lưng máy đấy khi mà các bác sử dụng những cái dòng máy mà có nút chỉnh này này, các bác lưu ý cho em nhé. Khi mà các bác ấn nút số 1 là các bác ấn dứt khoát vào đây. Đấy, hoặc số 2 thì các bác ấn dứt khoát vào. Ấn đẩy kịch nhá. Vì là em thấy có nhiều bác là sử dụng không đúng cách ấy, các bác không đẩy kịch, các bác đẩy lơ lửng ở giữa như này. Đấy chẳng hạn như là các bác đẩy nó chưa chưa kịch này. Đấy, nó vẫn còn có cái khe hở ở đây. Nó lơ lửng ở giữa này thì máy nó sẽ không hoạt động đâu, các bác bắn vít nó sẽ bị trượt đấy ạ. Sẽ không bắn được nhá. Mẫu mã rất là đẹp bác là có nhu cầu thì liên hệ bên em đặt hàng cứ để lại cho em số điện thoại là sẽ có đơn hàng số lượng thì bên em cũng chỉ còn một ít thôi nói à, chung là không không còn nhiều các bác nhé. Nếu như mà bác nào có nhu cầu thì là phải nhanh tay để lại thông tin địa chỉ và số điện thoại bên em sẽ gửi qua đường bưu điện về tận nơi nhé. Và em xin được kết thúc tạm dừng video tại đây. Xin cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở một cái video lần sau. Các bác nhớ đừng quên ấn và đăng ký và chuông báo của bên em để nhận được những cái thông báo mới nhất tới đây nhé.